Thưa quý vị và các bạn, những cơn mưa rào về đêm và sáng sớm đã khiến cho thời tiết tại miền Bắc, trong đó có thành phố Hải Phòng, tiếp tục mát mẻ và dễ chịu hơn trong ngày hôm nay. Nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay đo được là 24,6 độ. Do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1.500m kết hợp với áp cao lục địa tăng cường yếu lệch đông, sau đó cường độ ổn định nên từ đêm nay đến ngày mai, mùng 4 tháng 5, ở khu vực Đông Bắc có mưa rông trên diện rộng. Thời gian mưa rông sẽ tập trung từ chiều tối đến đêm. Trong mưa rông có khả năng cao là xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất ngày mai ở khu vực sẽ phổ biến từ 25 đến 28 độ. Còn khu vực Bắc Trung Bộ được dự báo ngày mai sẽ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm có mưa, mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhìn chung, thời tiết ở khu vực miền Bắc, trong đó có thành phố Hải Phòng, sẽ tiếp tục dễ chịu trong vài ngày tới. Tuy vậy, quý vị và các bạn cũng lưu ý nên mang theo áo mưa hoặc áo khoác mỏng nếu như đi ra ngoài vào sáng sớm, bởi những cơn mưa rào và dông kèm theo lốc sét vẫn có thể xuất hiện vào đêm và sáng sớm. Còn tiếp ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực của Hải Phòng đêm nay và ngày mai.